Báo cáo tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng ngày 15 tháng 11, đại diện cơ quan thẩm tra, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới cho biết, có ý kiến cho rằng, trong thời gian vừa qua, đã có nhiều thay đổi về hình thức, nội dung và tên gọi của thẻ căn cước. Vì vậy, đề nghị cân nhắc về tên gọi của luật, đề nghị không đổi tên luật và tên thẻ thành thẻ căn cước. Tuy nhiên, theo cơ quan thẩm tra, việc thay đổi hình thức, nội dung, tên gọi của thẻ căn cước là phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số, với nội dung được bổ sung bao quát, toàn diện, đầy đủ thông tin trong thẻ căn cước và hình thức, phương thức quản lý số tính khoa học, đại chúng, giúp cho nhà nước quản lý chặt chẽ các đối tượng, hỗ trợ người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Ông Lê Tấn Tới cho biết thêm, thẻ căn cước hiện nay được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến, có khả năng bảo mật cao, chống lại việc làm giả thẻ. Khi một người sử dụng thiết bị đọc thông tin lưu trữ trong chip điện tử, phải được sự đồng ý của chủ thẻ thông qua phương thức xác thực vân tay, khuôn mặt để được quyền truy cập và truy xuất dữ liệu. Kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác giải trình, tiếp thu, thể hiện sự thận trọng, cầu thị của các cơ quan hữu quan. Dự thảo luật đáp ứng được yêu cầu, đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua.